Bạn yêu quẹ cơ. Bạn yêu quẹ. Lê vẫn đang em buồn này. Rồi xin mời bọn mình năm nay
ghê. Bước vào một nơi Việt Nam xem cá cồng đỏ. Câu đi tìm cọc, làm gì có chuyện cọc đi tìm câu. Xin mời một nam một nữ xen kẽ với nhau đi nào. Đức tập quốc. Hai bạn đứng cạnh nhau. Hai bạn đứng cạnh nhau là chung giới tính. Tôi thấy còn rất nhiều bạn nữ, còn nhiều bạn nữ đang nắm tay nhau. Các bạn nam đâu hết rồi? Tôi thấy các bạn nữ. Tôi cần. Còn các bạn nới rộng vòng tròn ra. Xin mời các bạn nới rộng vòng tròn ra. Xin mời các bạn đứng nguyên tại chỗ. Vương ơi. Tôi cần. Cần các bạn lui một bước lui. Và sau đây chúng ta sẽ chơi trò chơi đoàn. Khi nghe tôi hô đoàn kết, các bạn lập tức hô gì? Kết mấy sẽ là câu trả lời của các bạn. Chúng ta làm thử. Đoàn kết. Kết một nhóm 3 người, 1 nữ, 2 nam. Một nữ hai nam đâu rồi, tôi đi kiểm tra. Một nữ hai nam bên này, nhà bên này vượt chỉ tiêu 4 nữ 1 nam. Đoàn kết. Kết một nam một nữ không có cái chân nào.